Em chào các bác đây, em Lâm đây. Các bác đã cảm thấy oi nóng chưa? Sáng ngày ra 8 giờ sáng mà người nó ướt như là đi tắm. Điều hòa thì vẫn đang ế đây, vẫn đang xả lỗ đây. Tầm này nhà em thì chính xác là thu tiền rồi, hôm qua lên chiếc nào thì bán chiếc đấy rồi. Đấy thì các bác cứ alo đi. Vì là giờ thì nhiều anh em người ta mới bán điều hòa. Nhà em thì thôi thì thuyền lớn thì đi sóng to, thuyền nhỏ thì đi trong bờ thôi. Thì thôi bây giờ thì em xả lỗ thu tiền. Thì các bác cứ mua máy gì thì cứ alo cho em. Từ máy 9.000 đến máy 28.000 ở nhà em đều còn. Và giá bây giờ thì các bác cứ alo là mua được. Đấy. Thì để cho các anh em khác người ta còn bán. Thì bây giờ báo giá công khai lên đây thì nhiều anh em người ta còn bán thì nó rất là khó khăn. Đấy. Thì các bác nào mua máy thì cần đặt máy gì thì cứ alo cho em Lâm. Hai số điện thoại. Số đầu tiên số 0377996066. Số dưới là 0975 360433. Thì các mặt hàng nhà em vẫn đang còn. Ngày hôm qua thì các bác về bốc máy rửa bát đi khá là nhiều. Thì ngày mai em cho thợ bắt đầu dọn máy rửa bát rồi. Tầm này điều hòa thì ngày cứ quay 5-7 con thôi. Bán thì giờ để thu tiền rồi. Đấy. Thì em quay qua máy cho các bác nhá. Và quay tem cho các bác nhá. Vì trước mắt tôi đây là một con viền đen. Đời này là đời đầu tiên của viền đen. Là đời này, tại sao em gọi là đời đầu tiên? Đời đầu tiên thì trên người nó làm trên nhiều công nghệ hơn và nhìn nó đẹp chắc chắn hơn, form to, cục lõm cực to luôn. Con này là dàn thép. Đấy, thì em sắp giới thiệu qua cửa hàng em một chút. Đây máy của em đây, 2221 CX. Đấy, tem cục lõm đây, 221 CX, tát 2010. Đây, cục lõm đây, 221 CX, trùng đầu trùng đít trùng đuôi. Con này thì bọn em không có đóng câu cho đóng tem đâu. Đấy. Con này thì nhiều nơi các bác bóc tem đi, đóng thành tem đầu 28 vào. Nhưng mà nhà em không vậy đâu. Tiền nào thì bán của đấy, buôn về thì phải có lời. Tầm này thì nhà em bán giá là giá thu tiền rồi. Đấy. Em quay qua máy này. Máy đẹp chấm hết. Hàng nguyên zin 100%. Không đính một hạt sơn ta nào. Không đính một hạt sơn ta nào. Đấy. Treo lên thì cái góc này nó hơi bị kích nhá. Đấy, vì là treo cái khung này mà treo tạm lên. Đấy, thì khi các bác mua ấy là đây cùng dàn cùng lắng đây. Để chấm hết luôn. Các bác mua ở nhà em ấy thì bao giờ ấy tôn zin đi theo tôn zin này. Tôn zin này treo này thì cái đường dây này khi nó chạy lia này nó mới chạy thẳng được. Đấy. Còn nếu mà lắp tôn đa lăng vào ấy, thì lắp phải lắp 4 lá tôn đa lăng nhưng mà nó sẽ không bao giờ bằng tôn zin được. Nó không bao định hướng bằng tôn zin được. Đấy. Đấy. Tôn zin của nó 600.000, khiển zin này 800.000. Đấy. Bác nào mà không lấy tôn zin khiển zin thì em trừ cho đi 1 triệu. Đấy, trừ hẳn 1 triệu. Con này em bao bác chạy phòng 16 m², không lạnh không run không rét. Giá lại máy em Lâm. Đấy. Máy thì nhà em đều bảo hành 1 năm và hỗ trợ sửa chữa trọn đời. Thì các bác đang quan tâm đến chiếc viền đen chạy cho phòng ngủ tầm 16 m² đến 18 m² này thì cứ nhấc máy lên alo cho em Lâm. Tầm này thì các bác cứ alo là mua được. Đấy. Em xin khẳng định là giá em báo thì bao giờ cũng rẻ hơn bên ngoài 1 đến 2 triệu. Và giá bây giờ sẽ là giá thu tiền. Và những con máy đẹp thế này thì các bác đừng nên xoam gì cả. Một con máy này nó sơn lại cái máng này nó bị vỡ lứt đấy. Sơn lại cái máng này các bác mất 4 triệu. Nên là đừng có câu chuyện là đắt thay rẻ đồ bái gì. Có thể rẻ với người này đắt với người kia. Đấy. Đi mua đồ bái mà cứ chỉ để ý đến giá. Càng rẻ nhất thì càng mua thì các bác suốt ngày đi mua thì lừa. Đấy. Đã chơi đồ bãi là phải chấp nhận là chịu chi, chịu chơi. Và phải chấp nhận mua cái đẹp và cái zin thì dùng mới sướng. Con này em bao zin toàn tập cho các bác. Không động chạm một cái gì cả. Ga em làm mới 100%. Con này vẫn chạy ga 4/10 lạnh rất là dịu. Em test vào mặt lạnh cho các bác xem này. Đây em đang test ở ngoài trời nhá. Ngoài trời rất là nắng luôn. 38 độ. Bây giờ em đang quay là 8 giờ sáng. Lên đến 40 độ rồi. Đấy, 38 độ. Con test ở mặt lạnh này. Đấy. Mặt lạnh đây. Mặt lạnh bây giờ của nó xuống là được 20 độ. Đấy, chênh nhau được 20 độ xuống 19 độ. Đấy. Em đang cắt ở ngoài rồi, rất là nắng luôn. Cho nên là cái mái tôn này. Đấy. Như con trâu. Đấy, có nào lấy thì alo cho em. Giá thu tiền. Vì không dám báo giá công khai. Báo giá công khai lên thì để cho các anh em khác người ta giờ mới đi mua máy về bán.
hoặc là có 5-7 con máy ủ thì bây giờ lôi ra bán, cho nên tôi để anh em người ta bán. Nên các bác mua máy thì cứ alo cho em Lâm. Đấy, em quay máy thế này là quá rồi. Đấy, bác nào cần thì cứ alo cho em Lâm nhá. Máy đang còn nhiều, thoải mái máy cho các bác lấy thôi. Đấy, em chào các bác nhá. Bác nào kết con viền đen này thì alo cho em. Con này em bao zin toàn tập nhá. Con này mà đính vào hạt sơn ta là cứ alo cho em Lâm, em tặng cho 10 triệu, tặng không con máy này luôn. Nếu như phát hiện thì em sửa chữa rồi. Đấy, đồ đạc chắp vá, cứ alo em Lâm. Đấy, ga thì em phải nói thẳng em làm mới 100%, cục lóng em sơn xin lại. Còn riêng mặt nạnh là zin, cục lóng này mà không sơn lại những cái vết xước xước này nó bị đè vào nhau, nó cọ nhau mà không sơn 371 ngày ấy, nước mưa nó vả nó han gì hết, nhìn nó xấu, sơn lại nhìn nó đẹp. Đấy, cũng vậy thôi. Đấy, nhà em có xa bán mình bảo vậy luôn. Đấy, bác lấy thì bỏ em. Em chào bác nhá. À đây em bảo luôn, để zin ấy thì màu nó sẽ hơi đục đục. Đấy, zin thì màu nó hơi đục đục vì nó là nhựa. Còn sơn lại thì nó màu trắng nhà nhìn nó đẹp hơn. Đấy, và thích chơi zin thì chơi, mà thích chơi sơn lại thì chơi, thì chơi tùy các bác. Đấy, đấy, con này thì zin toàn tập rồi, miễn bản. Đấy, siêu VIP rồi. Trong dòng Bala con này là con hầu như là đỉnh cao công nghệ rồi. Đấy, phun cả biến thân nhiệt này. Đấy, phun Eco Lalo này, phun Neon này, phun Nia này. Đấy, phun hết các công nghệ rồi. Đấy, không còn gì nữa rồi. Đấy, cảm biến thân nhiệt này thì nó có tác dụng gì, là nó sẽ cảm biến những các khu vực hồng lõng ấy, hồng ngoại nó phóng xạ ấy, thì để nó phân bố lượng nhiệt vào đây trong đấy cho đều hơn. Đấy, dùng cho bền hơn. Đấy, dùng cho nó mát hơn. Đấy, tất cả khu trong nhà đều mát, chỗ nào mát, bởi vì cảm biến thân nhiệt nó quét trong phòng mà. Đấy, em chào các bác nhá. Bác lấy thì alo em 2 số điện thoại này. Đấy, máy bình dân với mang cũng đầy, bác cứ alo là mua được. Đấy, em chào các bác nhá.